Ở chơi khó chịu thế nhờ. Hoàng tử trộm cắp bắt đầu ra tay ở ngay cả những cấp độ đầu tiên. Ui, Hoàng ván này tử mặc trộm dù chơi cắp à? ván này mặc dù chơi giống nhiều khu vực đường trên, nhưng đó là một cái kèo khác biệt. Khả năng chơi hit đến từ con On là có, như đã nói, khả năng farm lính từ tầm xa với kỹ năng Q đến từ Nagiya cũng có luôn. Và bên cạnh đó là khả năng cấu rỉa máu, một ván thi đấu mà khó khăn hơn dành cho Ember rồi. Và trong cái bối cảnh là Killerwin bị đánh bật lên phần rừng cánh trên nữa, một con mắt được cắm ra từ trước đến từ Ember, nhưng có tốc biến đến từ Killerwin. Pha thi đấu này đứng cao, Ember sẽ bị khai thác. Trời rất chắc, bởi vì anh ta có thông tin DNK nói rằng là tôi cướp hết mảng rừng dưới rồi, thì khi là Queen đâu đó chỉ đánh ở nửa rừng trên mà thôi, nên cái sự chơi an toàn và sự chơi kỹ này của Ember là điều cần phải có. Anh ta đang là một trong những yếu tố bị nhận những sự bất lợi với việc là DNK đang đánh mạnh ở nửa dưới, thì anh ta sẽ khó khăn hơn trong vấn đề đi đường một chút xíu mà thôi. Còn đường dưới thì như các bạn thấy, khi mà DNK cứ đang có những lợi thế ở nửa dưới thì chẳng có lý do gì mà Serenity không đẩy cả điện một về, và đó là một cú hôn gió chặn đầu có ý đồ của Glory, nhưng tiếc rằng là nó lại không có địa chỉ. Xích chút nữa là chúng. Glory bây giờ hấp năng lượng rồi, điện gây di chuyển ra khu vực điện giữa để có thể sẵn sàng hỗ trợ dành cho điện một. Killerwin thì đang có ý định để có thể cướp tiếp bãi chim của phía đối phương. Hai người chơi đường giữa thì đang đứng dựa lưng vào rừng của mình. Điện gây bỏ farm nha, anh ta đang chuẩn bị có mặt ở khu vực điện giữa, chỉ có một mình nàng tiên cá ở đây mà thôi. Là ai cứu nàng tiên cá đây? Điểm hàng lúc này nên không hơi tiếc nha, tôi đang định nói là nên được dường dành cho Celeb, nhưng thôi, dù sao thì đã có được cho mình đó điện hạ gục trong cái đúng băng trụ vừa rồi đến từ bên phía của xe đã là thành công rồi. Một ván thi đấu rất là năng động đến từ cho cả hai người trên rừng, họ đều đang cố gắng để có thể tạo ra được những cái tình huống tấn công vào khu vực đường nhằm tạo ra lợi thế lớn nhất dành cho những khu vực đường nhất định. Vậy là về mặt chiến thuật thì SE đã linh hoạt và thay đổi nó, không làm giống như bán hai, tức là không cam top nữa, mặc dù là khu vực đường trên cũng là một cái kèo chất tướng không thua dành cho Ember. Và lần này thì anh ta lại lựa chọn là cam mid và cam bot để giúp cho bộ đôi đường dưới và người đi đường giữa của họ có nhiều những lợi thế hơn. Và một cú đẩy vai choáng của Poppy nó tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Đây, đầu tư tốc biến luôn. Đấy là điều nên làm. Bởi vì con Poppy, cái điểm yếu duy nhất mà tôi cảm giác được là nó đi rừng ấy, là cái sự linh hoạt qua những cái bờ tường, những chướng ngại vật nó không có. Nên là cái việc của cái đầu tư tốc biến kiểu như vừa rồi là tôi nghĩ là hoàn toàn chính xác thôi. Và với một vài những cái lợi thế áp lực đổi cánh rừng như thế này, có thể gọi là như vậy nha, khi mà DNK nãy giờ đang ngủ trong rừng của bên phía Team Whale khá là nhiều ở xíu cánh dưới bản đồ, thì nó tạo ra một cái lợi thế nhất định, một cái lợi thế rõ ràng dành cho Celebrity nữa. Đã có được một vài những cái lượng chênh lệch nhất định về mặt chỉ số lính rồi. Đi một lần nữa anh ta thoát về với một cái con đường băng giá ở trong cái tình huống xử lý vừa qua, cấp độ 6 bây giờ cũng đã có. Nãy giờ cái điểm được đến từ địa một đó chính là cái việc mà anh ta liên tiếp bung skill để có thể có cái thế lính tốt, và anh ta sẵn sàng để có thể lúc nào cũng sẽ di chuyển hỗ trợ dành cho DNK cả. Thậm chí nếu như cần một tình huống băng trụ có sự góp mặt đến từ địa thì anh ta cũng sẽ sẵn sàng tấn công ở khu vực dưới. Còn tình huống đẩy chiêu cuối lên khu vực trên, tốt nha, kích hoạt được cái nội tạng nóng giòn. Nagiya vẫn đang cố gắng để ám sát vào Ember. Và vừa rồi thì Ember phải sử dụng cho mình đó sát chiêu hoàn hảo lần hai để có thể đào thoát, nhưng pha thi đấu này thì hơi khó, đang cố gắng để có thể hồi phục. Dịch chuyển đến từ Ember chưa có, DNK một lần nữa đang có mặt ở khu vực dưới. Killerwin đang chờ sẵn, 3-3 nếu như băng trụ 4-3 thì như thế nào đây? Thậm chí là 4-4, Glory cũng bắt đầu di chuyển xuống khu vực bên dưới rồi. Quan điểm cá nhân của tôi trong cái tình huống này là không nên băng trụ làm gì cả. Mặc dù là ở cấp độ 4 thì con Wukong nó vẫn chưa có được cái ngưỡng sức mạnh lớn nhất của một con Wukong, vẫn thiếu đi hai lần lốc xoáy, nó sẽ là một cái sự trở ngại lớn. Nhưng đam trụ đầu game nó cũng khá là mạnh với những vị tướng mới chỉ đạt cấp độ 4 và cấp độ 5 mà thôi. Tình huống vừa rồi là một tình huống cố gắng đáp trả, chờ để counter gank đến từ vị trí của Killer Queen, và ít nhất thì anh ta cũng đã giữ lại bài ngươi đá cho bản thân của mình rồi, và đẩy ngược Poppy của DNK về. Hiện tại thì DNK đã hướng lên cho mình một cái giày Yonah để hướng đến lượng khả năng phục hồi chiêu một cách ổn thỏa hơn, và đang cố gắng vươn tầm ảnh hưởng của mình một cách tối đa ở nửa rừng dưới này. Đánh nhau nổ ra, Celebrity quay ngược trở lại trả đạp, và không có bất ngờ nào dành cho Palette hay Celebrity cả. Một cú đẩy vai có choáng và lại bồi thêm choáng đến từ hầm mộ hàn băng. Glory có 3 lần PO nhưng máu của anh ta thì còn đang hơi thấp. Một tình huống quay lại có phần hơi hổ báo thái quá của Glory. Glory đáp sát, điểm một có hơi máu, điểm một vẫn sống ở trong tình huống vừa rồi. Điểm cây quay ngược trở lại với không thể lay chuyển của mình, đẩy vai vào lính để có thể rút lui cùng với điểm một. Một pha thi đấu và cái phép trợ hồi máu đến từ cái sát phép giúp cho điểm một tự tin hơn và thoát khỏi được một tình huống tấn công đến từ Killerwin. Trong cái pha tấn công vừa rồi á, cái tác động phụ đến từ cái thanh tẩy nó giúp cho Glory thoát về được. Bởi vì khi mà sử dụng cái thanh tẩy thì nó sẽ có cái hiệu ứng là giảm 65% cái hiệu ứng bất lợi ở trong những cái tác động tiếp theo. Thì nó khiến cho cái thời gian hiệu lực của cái hầm mộ hàng băng của điểm 1 nó bị giảm.
và nó giúp cho Cody thoát trong cái tình huống tấn công đến từ bộ đôi của DNK và điểm 1. Những cái điểm được đến từ bên phía khóa xe ở trong giai đoạn vừa qua là họ không cần phải tổ chức quá nhiều những tình huống băng trụ. Họ chờ cho cái đợt lính được kích đến từ Celeb là có mặt ở khu vực điện dưới để có thể tạo ra cái áp lực. Và vừa rồi các bạn có thể thấy thành công đã có rồi. Chênh lệch của cả hai người chơi xạ thủ bây giờ là cái con số rất là lớn. 56 Sạc. Dành cho RAT và 74 dành cho Celeb. Ui Celeb có 100 máu. Ui hơi càng Celebrity hình như đang tham lính. Và anh ta suýt chút nữa bị hạ gục bởi RAT. Tôi nghĩ rằng là có một tình huống thanh trừng được tung ra một cách cực kỳ nhạy bén đến từ người chơi xạ thủ này. Nếu được thì cho xem lại replay để chúng ta cùng biết rõ hơn. Và đây là lý do vì sao mà SE hoàn toàn không hề ngại việc đối phương có được Lucian. Họ đã chuẩn bị cho tình huống này một cách cực kỳ ổn thỏa rồi. Sau những tình huống cắm trại ở khu vực đường dưới thì DNK bỗng nhiên chuyển dịch cái hướng tấn công của anh ta lên khu vực đường trên và anh ta cũng đã có được trong đó con sứ giả. Ồ, con sứ giả này là con sứ giả hoàn toàn có thể được tối ưu hóa bằng cái trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ, bởi vì lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới chỉ còn lại trong đó hai lớp mà thôi. Những cái ý đồ di chuyển ở trong dạng vừa qua đến từ bên phía của xe rất thành công. Cái pha mà họ có ý định rình rập á, họ dừng lại ở một cái ý định rình rập mà thôi. Họ khai thác bằng cái cách là bào đi cho mình đó công trình. Họ thành công thêm rất là nhiều những cái lớp giáp trụ rồi. Đây, một tình huống được xem lại. Celeb không ngại và Celeb có rất là nhiều thăng hoa luôn. Thậm chí là trong tình huống 1-1 thì có thể là Celeb sẽ là người thắng. Trong tình huống vừa rồi thì cái tầm đến từ cái thanh trừng nó cũng cũng ác hơn. Ghê đấy. Nhưng hãy nhìn sâu vào vấn đề hơn thì các bạn thấy rằng là cái hồi máu của Celebrity vẫn còn. Thì tức là để mà đến hai người mà lao vào đánh nhau đến chết thì đôi khi cũng chưa biết là như thế nào. Chẳng qua là vì anh ta muốn giữ cái hồi máu này và chơi một cách an toàn, không muốn bản thân mình vào những tình huống rủi ro 50-50 để giữ phép hỗ trợ đánh nhau cho những tình huống tiếp theo. Killer Queen bị phát hiện, DNK đang ở đây. Anh ta đã muốn vươn lên để cố gắng làm choáng Killer Queen nhưng không vào tầm để có thể e. Vẫn là những cái áp lực rất lớn của DNK để giúp cho Celebrity xanh. Tôi cảm giác hợp lý mà, bởi vì Celeb không mất phép hỗ trợ thì nó khiến cho cái sức ép trong những cái tình huống đẩy lính của anh ta nó cũng sẽ là có. Còn nếu như mà anh ta đổi phép hỗ trợ, pha thi đấu vừa rồi anh ta có được một cái quyết định là hoàn toàn có thể tốc biến lên, tận dụng cái thăng hoa luôn của mình để có được cho mình đó những cái tình huống tấn công. Nhưng với việc có phép hỗ trợ thì những cái tình huống tấn công như thế này, cái độ tự tin đến từ Celeb sẽ được gia tăng thêm. Rồi Glory đã có một tấm vé lùi về phía sau với một cái xuyên giả phán quyết được tận dụng khá là tốt đến từ DNK. Trụ ở khu vực dưới đã thuộc về dành cho Celeb, trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ đấy cơ. DNK vừa rồi nhùng thế nhờ, sao DNK không tốc biến lao vào đẩy vai choáng là Ariati à, còn thanh tẩy. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà DNK nói riêng cũng như là cả tập thể của FPTC Esports nói chung đang đánh rất kỹ, vì đây là một hoạt động quan trọng với họ. Đây là một cặp BO3 rất rất quan trọng, nếu như thắng cặp này thì họ là chắc chắn có cái mặt trong top 4. Nên là ở trong hoạt động cuối cùng thì những cái quyết định đưa ra trong cái tình huống vừa rồi thì các thành viên của FPTC Esports nghiêng về sự an toàn nhiều hơn. Đồng ý, bởi vì họ vẫn đang thắng, họ an toàn nhưng mà họ vẫn có được cho mình đó những cái tác động có lợi dành cho chính bản thân của họ ở trong ván thi đấu này. Như đã nói, con sứ giả được tối ưu bằng cái trụ đầu tiên ở khu vực dưới, nó được dồn tài nguyên dành cho Celeb. Celeb đang sở hữu con Aphelos, một con tướng về mặt chức tướng có khả năng gánh nổi rất là khỏe ở dài về sau. Và chưa kể đó, những cái mẫu chức tướng như là địa một sử dụng Lissandra cũng là những vị tướng đa phần sẽ là làm nền ở trong tình huống giao tranh, tạo ra cái không gian được bắn dành cho Celeb. Lulu của Valet cũng là cái vị tướng bức, DNK cũng là vị tướng chống chịu, thì ý đồ chiến thuật tạo nên cái điều kiện thắng đến từ bên phía của xe vẫn đang được đảm bảo ở trong ván thi đấu này. Lưu về nhà có thể gọi là chất lượng dành cho Celeb khi mà anh ta đang được sở hữu một cái cung phong linh tạm thời vượt trước về cái lượng kinh tế so với RAT phía bên kia. Và pha tranh chấp tiếp theo cũng là pha tranh chấp mà RAT cần phải cân nhắc nha. Họ tình huống có ý định tấn công ra khu vực giữa, lấy được cái phép trợ phi hồ, xin lỗi, lấy được cái chiêu cuối phi hồ đến từ Glory cũng như là phép hỗ trợ thanh tẩy. DNK kích hoạt W của mình lên khiến cho cái thế tấn công lao vào Killer Queen đã bị hóa giải. Và thậm chí quay ngược trở lại, chỉ cần có tầm nhìn là Killer Queen sẽ bị làm choáng. Nhưng chưa thấy R bồi vào, DNK vẫn đang giữ cho mình cái sứ giả bán quyết chưa tung ra, sóng thần đến đẹp. Nhưng ngay lập tức có một cái cú chói đến từ vòng tròn lạnh giá đến từ địa một và người đi rừng bên phía thì Will đã phải lên bài đến đúng rồi. Bây giờ thì sứ giả bán quyết mới được đập ra và DNK đã hất văng một thành viên của đối phương. Tạo cơ sở, Celebrity quay lại, nhưng anh ta phải mất tốc biến để né dây lần hai và nó một cú hút vào tường cực kỳ đẹp của Nagiya. Và Celebrity đã hơi bị hổ báo cáo trộn quá với những gì anh ta có thể làm được trong cái pha thi đấu vừa rồi. Anh trình những lỗi của anh ta trượt, mất đi cho mình đó cái nhịp tấn công, mất luôn cho mình đó cái điểm hạ gục khi mà đó là tình huống áp sát rất là tốt đến từ Nagiya. Anh ta chủ động tốc biến xung kích bóng cháy để có được cho mình đó hiệu ứng tung lên.
Trước đó thì đánh rất là kỹ, nhưng trong tình huống vừa rồi thì lại hơi hừng. Rồi, với việc hình như vậy thì rõ ràng đó là trong những cái điểm bất lợi dành cho bên Ricochet khi mà xạ thủ của họ đã bị hạ gục. Quan trọng nhỏ nhỏ dành cho Ember của mình ở dưới, hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Một pha thi đấu mà khởi đầu tưởng chừng như đã rất tốt nha. Để có mặt kịp thời để có thể nhắm vào tấn công vào Killowin. Killowin bị thiêu đốt cho tới chết ở trong cái pha thi đấu này. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ dừng lại ở đây. Nhưng đó là tình huống cố gắng để có thể câu kéo thêm đến từ Celeb. Celeb nếu như không tấn công thì nó sẽ quay trở lại với một cái thế trận ung hòa mà thôi. Nhưng ta muốn có được một cái điểm hạ gục ở trong pha thi đấu này. Hơi đáng tiếc là ta thiếu đi một cái lượng sát thương cuối cùng để có thể dứt điểm được Glory. Thật sự là đáng tiếc. Cái delay trong cách tung chiêu anh Trang dẫn lối nó có cái độ trễ lớn quá. Nên là đối phương hoàn toàn có đủ bản lĩnh cũng như là cái phản xạ để có thể né đi được cái combo vừa rồi của Celebrity. Trong khi đó thì trước đấy mặc dù là DNK đã làm choáng rất thành công vào vị trí của Vũ Công, nhưng Poppy và Lulu là một cái combo mà nó không có đam. Hai vị tướng này không có đam. Khi mà địa một đến thì như các bạn thấy thì những cái gì mà địa một đang có trong người cũng không phải là một lượng sát thương đầu ra cực kỳ ấn tượng đến từ con Lissandra. Xét cho cùng thì về late game thì Lissandra cũng không hẳn là một vị tướng pháp sư thuần đam cho lắm. Ở vị tướng này thì nổi bật nhất thì vẫn là khả năng game ở khống chế cũng như là độ lì lợm của cô ta trong giao tranh với cái hầm mộ hàn băng mà thôi. Rồi, có thể vừa rồi là một cái quyết định mà nó khiến cho cái bước trễ đến từ Celeb là có nha. Khả năng farm của ta phần đó cũng sẽ bị chững lại một chút xíu. Ở bên cạnh đó thì sẽ có thêm cái lượng tiền được gia tăng thêm dành cho bên phía của Team Well. Có thể hiện tại trên lệnh về tiền vẫn đang nghiêng về trong cơ xe mà. Trong cái bối cảnh này thì họ vẫn đang làm tốt, có thể gọi là như vậy. Điều kiện thắng của họ vẫn đang được đảm bảo, xạ thủ vẫn đang được farm nhỉnh hơn so với phương. Và cái cánh ngược trở lại thì Ember lần này đã thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Khi mà anh ta có một cái đường dài, một cái đường dài là một cái đường mà tương đối là ổn dành cho vị tướng Akali, thì anh ta có khả năng để có thể tấn công vào Nagiya và không sợ lắm những tình huống đối phương tấn công. Bởi vì mặt căn bản tính chất linh động đến từ Akali nó sẽ cực kỳ cao. Rory đang cố gắng để có thể áp sát. Anh ta bị đẩy về với một cây sứ giả phán quyết, nhưng Ballet thì đang bị kẹt lại. Ballet không có tốc biến, Ballet sẽ bị hạ gục. Điểm hạ gục đó rất tốt được dành cho RAT. Và một pha bắt lẻ cực kỳ hay của Team Well đã cho họ một chút xíu về mặt tiên cơ ở trong cái việc kiểm soát con sứ giả khe nứt tường thứ hai của bán đấu. Sai lầm mang tên Palette. Đừng quên rằng là đội hình của Team Well có khả năng bắt từ tầm xa cực kỳ ổn và nhiều chú thức ở tầm xa như là cái khoảng thương hiệu triệu hay là ba lần PO. DNK tìm tới Nagiya, nhưng đây là tanker và bản thân anh ta cũng không có đam. Ember vì thế cũng không dám lao vào, trích e một cái nhưng không găm được vào đâu cả. Và cái phòng tuyến 5 người để phòng thủ của sứ giả khe nứt của Team Gale rất vững chắc và họ sẽ có được sứ giả khe nứt đó. Hình như là DNK lại đang hơi nghịch quá thì phải. Anh ta quá lạm dụng vào cái tốc biến ma thuật, đứng trêu đối phương mà bị hất tung. Cấu nhiều máu, Ember bị kẹt lại và Ember phải thoát đi bằng cái sắp chiêu hoàn hảo của mình. Mở ra một thế đánh nhau, Killer Queen phải mất 2 lần lao về với cái lốc xoáy của mình. Và đó là một cái anh trang rất đối ổn. Tắt từ cuối cùng thì về Lissandra của địa 1 có được một mạng cho bản thân, cũng như địa 1 đã hài lòng một phần nào với cái chỉ rõ của vừa rồi. Rồi, như vậy là tình huống tấn công vừa rồi gặt hái được thành quả tốt đấy chứ. Đến từ bên phía của xe, họ có được một điểm hòa gục và đó là điểm hòa gục từ rừng của phía đối phương nữa. Nghĩa công đồng nguyên tố này sẽ thuộc về dành cho bên phía của xe. Đối phương có được cho đó là cầu sứ giả nhưng chưa từng dụng được, thì cái lượng tài nguyên đã được gia tăng thêm dành cho bên phía của xe rồi. Khoảng trống được đẩy xuống khu vực đường dưới nữa. Thế trận vẫn đang có thể gọi là 1-9-1-10, nhưng đội tuyển đang đạt được con số 10 là bên phía của SE, còn đội tuyển đang số 9 đang lỗ hơn chút xíu là các thành viên đến từ bên phía của Team Well nha. Coi giai đoạn tiếp theo sẽ là như thế nào, bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua thì các bạn có thể thấy như là những thành viên của bên phía SE lâu lâu thì họ cũng mắc những sai lầm, và những sai lầm nhiều khi nó phải đánh đổi bằng những cái tình huống chí mạng không hề kém cạnh nha. Trụ khu vực đường trên cũng đã có rồi dành cho bên phía của Team Bell với một cái skip nhỏ nhỏ của RAT. Như vậy là RAT sau một quãng thời gian đầu game bị đối phương chăm sóc khá kỹ ở đường dưới, hay là cụ thể là bị DNK nhắm đến nhiều, thì bây giờ thì anh ta cũng đã có lại sự comeback của riêng mình rồi, hoàn thành xong cái đại bác là món đồ tuần thứ hai. Cũng là một con Lucian tôi đánh giá rằng là không nghèo, hoàn toàn không nghèo. Trong khi đó thì CBL cũng đã có chắt lệnh đế vương nên xin lỗi các bạn là đúng rồi, thế nên cái cặp đôi đường dưới Nami và Lucian được đánh giá rằng bây giờ cái sát thương là cũng nhiều đấy. Các bạn có thể thấy một con Nami lên cho mình đó sốc điện nữa, nó cộng hưởng cùng với những cái dịp tấn công đến từ RAT, nó sẽ trở nên cực kỳ khỏe. Còn Celeb lần về nhà này thì anh ta chưa đủ đồ để có thể hướng tới món trang bị mới của anh ta. Có lẽ như đây sẽ là một cái huyết kiếm chăng, với một thanh kiếm DF đang để phía trước dành cho Celeb.
một đội hình mà có thể thấy như Celeb, bởi vì trong một cái pha trước anh ta bị hạ gục á, nó khiến cho cái nhịp farm phần đó đang bị chững lại một chút xíu, và những món trang bị của anh ta cũng hơi bị mắc tiền hơn so với RLT. Để coi liệu rằng anh ta có được nuôi đủ nhiều để có thể tạo ra một vị tướng hạt carry mạnh mẽ ở giai đoạn về sau hay không. Điều này thật sự rất quan trọng dành cho đội hình đến từ bên phía của BTC Sport. Hỏa Dương hiện trường được kích hoạt, quả này khó rồi. Mục tiêu bị nhắm đến là DNK. Anh ta không né choáng lần hai của Hỏa Dương được và ngay lập tức đi hàng của Ariati. Lốc xoay đến với hai lần của Killer Queen, nhưng anh ta chỉ dùng có một lần và lùi về lại mà thôi. Đánh an toàn và đánh kỹ hơn, Phi Hồ lên nốt lần cuối cùng đi nào. Rory chưa tìm thấy mục tiêu và đây là lần Phi Hồ cuối cùng của anh ta. Hôn gió thành công của một người, và đó địa một, địa một quay ngược trở lại trói đối phương bằng vòng tròn lạnh giá. Nhưng hai lần sắp chịu hoàn hảo của Ember quá kinh, anh ta khắc sâu ấn được vào đúng người cần khắc, và ngay lập tức Ember có double kill cho bản thân mình. Nhưng sau đấy thì anh ta cũng phải gục bởi sắp thương đốt đến từ Nagiya mà thôi. Nhưng đâu đó có thể thấy được rằng là Ember rất biết cách níu lại thế trận dành cho SE trong giao tranh tổng kiểu như vừa rồi. Chính xác là như vậy, một tình huống mà anh ta tận dụng được rằng AT đã lướt E lên và anh ta tấn công ngay trực tiếp vào xạ thủ của phía đối phương. Lần này thì không còn đủ khả năng phòng ngự nữa. CBL ở trong cái tình huống vừa rồi thì anh ta cũng chỉ là búp một vài những cái chiêu cơ bản của Nami vào người của RAT mà thôi. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Có khoảng trống nho nhỏ dành cho DNK để có thể tốc biến, nhưng anh ta không chủ động tốc biến trong tình huống đó và anh ta bị hôn gió, khiến cho anh ta phải nằm xuống luôn khi mà tốc biến vẫn đang còn. Liên tiếp là những tình huống di chuyển rất là chủ động dành cho đội hình đến từ bên phía của Kingwell nha. Pha thi đấu này họ chủ động một cái chỗ là con on của Nagiya chấp nhận buông bỏ cái địch lính ở khu vực dưới, nhưng Ember đã cân bằng lại trong tình huống thi đấu này. Celeb bị tấn công, nhưng anh ta tung người trở lại bằng một cái ánh trăng dẫn lối dạng súng huyết tinh để có được cho mình đó khả năng hồi phục lại lượng máu, và thậm chí có khổng lồ hóa luôn đến từ Palet. Tình huống đó chỉ là tình huống đơn thuần đổi mạng đến từ pha xử lý xuất sắc đến từ Ember. Chứ chưa có bất kỳ một cái công trình nào thuộc về dành cho một trong hai đội tuyển cả. Con sứ giả thì vừa rồi cũng đã chạm vào trụ một, nhưng nó chưa đủ sát thương để có thể mang về công trình dành cho đội hình đến từ bên phía của Teamwell. Thêm một bằng chứng sống nữa cho việc là SE hoàn toàn không hề ngại con Lucian của đối phương trong phần cấm và chọn, vì họ cũng không hề kiêng dè và loại bỏ nó đi, bởi vì họ có những công cụ để có thể tiếp cận và hạ gục Lucian. Và con Akali của Ember là một trong những công cụ cực kỳ sắc bén để làm điều đó. Còn trước đấy thì vì DNK đã gục rồi, nên đâu đó tôi hiểu rằng là Ariati đã có những sự tự tin của mình trong cái vấn đề là có thể được bắn một cách thoải mái khi mà bên kia không còn copy để có thể can thiệp vào người anh ta nữa. Còn Glory bằng một cách nào đấy thì anh ta vừa mất 3 lần phi hồ, nhưng máu thì vẫn còn rất là nhiều. Có thể như anh ta bị cái nhịp tấn công đến từ địa một thì phải. Rồi để coi đợt lính đang được chuẩn bị tràn vào khu vực đường giữa. Nagiya đang cố gắng hội quân cùng với những người đồng đội của mình. Nhấp nhả đến từ cho cả hai đội tuyển. Pha nhấp nhả khá là khó chịu, đang tận dụng cái đợt lính đó tương đối là triệt để dành cho bên phía của SE. Nhưng pha tấn công tiếp theo thì sẽ như thế nào đây? Con rồng có lẽ như sẽ là cái mục tiêu được hướng tới đến từ bên phía của SE, nhưng họ cần phải cẩn trọng nha. Nếu như họ làm không tốt cái đợt lính ở khu rừng giữa, Teamwell hoàn toàn có thể tràn vào đổi rồng để có thể lấy đi cho mình đó công trình. Và để xem là cái mục tiêu của hai bên muốn là như thế nào. Địa một còn đó cho mình dịch chuyển, và anh ta đang dùng sách phép để đổi sang thêm cả một cái lá chắn nữa. Thì tức là địa có khả năng chống chịu ổn trong một cái giao tranh mà anh ta cần để vào giữa tâm giao tranh và tung ra một tình huống hầm mộ hà mang đẹp kết hợp với vòng tròn lạnh giá nữa. Đây là một động thái nào rõ ràng là muốn đánh nhau ở hang rồng, nên là có nhiều thành viên của SE về để mua đồ và bắt đầu ra đây với một trạng thái mạnh nhất. Rồi, địa cũng về luôn ở trong tình huống vừa rồi để có được cho mình đó một cái đồng hồ con. Phía bên kia Glory cũng có cái đồng hồ nhỏ không có tốc biến đến từ cho những người chơi chủ lực như là bên phía của Teamwell. Glory không có tốc biến nè, RAT không có tốc biến nè. Teamwell chiếm được cho mình đó cái lượng tầm nhìn xung quanh khu vực hang rồng. Rồng 10.000 máu lận, rồng rất khỏe, nhưng trong pha thi đấu này sẽ là như thế nào đây? Hai đội tuyển bắt đầu đang có ý định va chạm vào, giữ chân được Nagiya, cố gắng được ở đây chăm sát thương, nhưng đây là con on trâu quá. Mới mất đi cho mình đó 1/3 lượng máu mà thôi, lấy được cái chiêu cuối đến từ địa. Hiện tại thì DNK và Ember đang muốn lòn sau. Trước đó thì DNK đã mất đi cái sứ giả phán quyết của mình rồi và không đập được ai về cả. Kích cho mình W lên phía trước, con dê được kích hoạt ra và Killer Queen lao đến với hai lần lốc xoáy nhưng đã bị chặn lại. Đây là một tốc biến cực kỳ nhanh có hết. Quay ngược trở lại, Killer Queen đang bị bắn một cách cháy máy với dạng thằng hòa luân kết hợp với cả súng trường thiên lý. Nhưng sắp thương liệu là có đánh không? Zerabity đã bị hộn gió cực kỳ gắt và thêm một kiệt tức nữa thì phải, và ngay lập tức Zerabity không còn đường chơi. Anh ta bị dí quá đau bởi Nagiya với những cái pha thổi bể của mình. Rồi bây giờ thì bên phía của Teamwell vẫn còn cả 4 người. Còn Ember thì không còn sát chiêu hoàn hảo, tốc biến để né hộn gió, nhưng anh ta đã tốc biến đến một nơi rất sát tường. Và nơi đó thì Nagiya nói rằng tôi rất thích, bởi vì anh đứng gần tường một mất tung của Nagiya và có mạng tiếp theo cho Ariati. Thắng rồi, một pha giao tranh thắng lợi dành cho bên phía của Teamwell. Một pha giao tranh rất dài hơi ở trong tình huống xử lý vừa qua.
Địa đã lựa chọn mục tiêu mà tôi cũng không biết là có nên nói đúng hay là sai nữa, bởi vì anh ta sử dụng chiêu cuối vào người của Nagiya và Nagiya hút được một cái lượng sát thương rất lớn ở trong cái tình huống thi đấu đó. Và khi mà không có chiêu cuối đến từ Địa thì cảm giác như cái áp lực dành cho RRT nó bị giảm và anh ta có được cho mình đó cái khoảng không để có thể gây đam. Chiêu cuối đến từ DMK nó cũng không có trúng ở trong cái tình huống xử lý này nữa. Nagiya vẫn đang còn rất là khỏe, nó khiến cho cái dàn tuyến đầu, dàn chống chịu đến từ bên phía của Team Well vẫn đang được đảm bảo. Còn hãy nhìn lại cái tình huống tấn công tiếp theo nha. Pha thi đấu này là pha thi đấu mà không thể lây chuyển tốt, khiến cho Nagiya không kích hoạt được R2. Killerwin thì không áp sát được, có sự hỗ trợ tốt đến từ Ballet ở trong giai đoạn tiếp theo. Những cái pha càng lướt đến từ Nagiya nó vẫn đang được đảm bảo nha. Đây tình huống mà trúng hồn gió thành công dành cho Cory và một đường Nagiya tiếp cận tấn công vào Celeb và dứt điểm được Celeb ở trong pha thi đấu này. Mất đi Celeb, mất đi cho mình đó cái nguồn sát thương từ đầu ra dành cho đội hình đến từ bên phía của SE. Tôi thấy rằng có nhiều thứ bất cập dành cho SE trong pha thi đấu vừa rồi, và một trong những yếu tố đó là cái hai dạng súng lúc đấy của Aphelios nó không thực sự đẹp. Nó là súng trường thiên lý cùng với cả cái tăng hoa luân. Nếu như nó là đổi thành cái combo súng hỏa ngục cùng với cả súng trọng trường thì nó sẽ là dễ chơi hơn dành cho Celebrity lúc đó, nên lượng sát thương của anh ta nó không quá ấn tượng, và nhất là cái cú mà để hút gió chúng là hơi nặng dành cho Celebrity. Và Thanh Trừng ngay lập tức thì người chếm vào vị trí để đỡ Thanh Trừng là DNK, phong linh lên đến từ Ariati cực kỳ tự tin và để cấu rỉa rút rỉa máu thêm Celebrity. Anh ta mất được 60%, xin lỗi các bạn là 40% mà thôi, nhưng vẫn đủ máu để chơi và đang cố gắng hút máu ở dạng súng trường thiên lý của mình. Và bên cạnh đó thì cái khả năng phòng ngự cover đến từ bên phía của Team Rail cũng khá là tốt nha. Các bạn có thể thấy Ember đã làm hết sức của mình rồi để có thể băng bổ vào, thì người ta không gây được áp lực dành cho RRT. Bắt đầu có cú gọi dê, ui đẩy được cả ba đồng chiến công lại cho mình. Hai người có hỗ trợ để có thể tấn công dành cho bên phía của xe. CPL thấp máu, anh ta vẫn tạm thời thoát về được với 100 máu đang còn trên người của mình. Thiếu đốm đến từ Valet, đủ sát thương để có thể dứt điểm. Một tình huống đẩy chiêu cuối không thể nào đẹp hơn dành cho DNK. Cơ hội để có thể bào đi cho mình đó trục một ở khu vực giữa dành cho bên phía của xe. Ở trong chiến dịch cảnh này họ đã làm được điều đó. Và đó mới là sứ giả phán quyết mà chúng ta cần đến từ vị trí của DNK. Tập trung cả ba người và cô lập Nagiya đã đâm một cú trượt và anh ta đang bị bắn rất nhiều ở dạng súng hoàng ngục của Celebrity. Nhưng như các bạn thấy thì sát thương vẫn chưa vào. Vẫn chưa vào, bây giờ Nagiya đã cấp 14, tức là anh ta đã tự đập đồ cho bản thân mình rồi. Và khi một con on đã được cường hóa những cái món đồ trong người của bản thân thì cái khả năng chống chịu nghĩ là hoàn toàn ổn, nên lúc này thì Celebrity cần thêm một món đồ lớn nữa thì mới bắn vào máu Nagiya được. Anh ta nói bị ván thi đấu này chúng ta vẫn không thể nào nói trước được điều gì đã xảy ra. Ván thi đấu đã có được một vài những cái lợi thế nhất định dành cho bên phía của xe ở trong giai đoạn đầu. Nhịp tấn công tỏ ra rất mạnh mẽ, như hãy nhìn vào DMK kìa. Sư giả phản quyết của anh ta để có thể nhắm vào Địa cũng tạt cánh ở phía bên phải tương đối là tốt nha. CBL bị hạ gục, RRT bị thấp máu và mất luôn cho mình đó hai phát bổ trợ để giúp cho RRT có thể thoát về được ở trong tình huống đó. Nếu như không thì rõ ràng là anh ta cũng sẽ bị hạ gục mà thôi. Nhưng trong giai đoạn vừa qua là giai đoạn mà đã được vận hành khá là tốt dành cho bên phía của Team Well. Xạ thủ của họ bị gây sức ép ở trong ván thi đấu này. Nhưng hãy nhìn về cái lượng trang bị đến từ RRT kìa. Chúng ta đang có cái lượng trang bị quá tốt rồi. ADA 412 cung phong linh được nâng cấp lên thành cung cuồng phong, vô cực kiếm cũng đã có luôn, đồng hồ nhỏ cũng đã có luôn. Như vậy là đây là một con Lucian bắn theo kiểu chí mạng, mà bắn phát nào là thốn phát đấy. Còn trong khi đó thì đến bây giờ tôi đã hiểu vì sao Celebrity lại bắn không vào máu được Nagiya rồi. Bởi vì hai cái món đồ đầu tiên anh ta lựa chọn là cung phong linh và cái thứ hai là huyết kiếm, thì đâu đó khả năng gây sát thương chí mạng của cái huyết kiếm này không thực sự ấn tượng, mà chỉ là những lớp giáp. Và thôi, Celebrity bị bắt, anh ta đứng ai cũng sẽ lép đây, không thể tin nổi. Celebrity lại đứng ở một cái nơi mà nó không thể xấu hơn, hai lần lốc đẹp và đó là liên tiếp mạng dành cho bên phía của Team Well. Ôi o tròn như quả trứng gà. Kìa, Celebrity làm cái quái gì thế nhờ, không hiểu được. Chính xác là như vậy, anh ta không có tốc biến và anh ta đứng lên rất cao. Nãy giờ chúng ta đã nói đến cái khả năng mở giao tranh từ tầm xa đến từ bên phía của Team Well rồi, và một lần nữa cái khả năng mở giao tranh bắt đầu được phát huy với một cú hỏa dương hiệu trị để có thể khép góc cực kỳ khó chịu dành cho Nagiya. Bùa lại Baron đang được ăn đến từ bên phía của Team Well. DNK có tốc biến ma thuật, liệu rằng anh ta có xuống được hay không đây? Ember lao vào vòng khỏi của anh ta, đang được tận dụng. Bên phía của Team Well họ dừng đam, dứt điểm được DNK trước. Rồi, bây giờ chỉ có thể là hoàng tử trụ cấp, Tông bí hoa thần, không kịp rồi. Quả này thì DNK sắc
định luôn vì anh ta gần như không còn công cụ gì để di chuyển. Kích tốc đến từ hồi máu, nhưng hiện tại thì với một con Poppy cầm cho mình rất nhiều điểm có lợi thế về mặt kích tốc ở trong nhánh pháp thuật thì anh ta vẫn thoát được trong pha thi đấu rồi. Đây, chúng ta hãy cùng nhìn một pha thi đấu giữa đại lộ đầm lầy và Celebrity đứng đó như kiểu là bố anh ta xây ra cái đường này vậy. Và ngay lập tức thì có con Pump Pew đến từ các thành viên của Team Quail, thật sự là rất tệ đến từ vị trí đứng của Celebrity. Và sai lầm chắc chắn sẽ được trả giá, sẽ bị trả giá dành cho bên phía của xe. Như đã nói rồi, đội hình đến từ bên phía của xe họ rất là dễ mắc sai lầm ở trong giai đoạn về giữa của ván thi đấu. Và rõ ràng đó là một sai lầm rất đắt giá, một sai lầm mang lại bù lại bao rồi. Nó mang lại quá nhiều những cái thế trận. Cái thế cân bằng bây giờ đã thuộc về, nó không còn cân bằng nữa. Nó đã thuộc về cho dành cho bên phía của Team Well rồi. Hãy nhìn về một con on của Nagiya đạt được cấp độ 15, có khả năng nâng cấp những món trang bị dành cho Glory. Mùa lợi Baron vừa rồi cũng đã thuộc về dành cho bên phía của Team Well để có thể có cơ hội lấy thêm công trình nữa. Như vậy là anh ta chỉ cần đạt cấp độ 16 nữa thôi, gõ thêm cái búa rìu sát thần cho nó tăng thêm một cấp độ nữa lên để giúp cho Killer Queen mạnh mẽ nữa. Thì thật sự là khó chơi dành cho SE. Một đội tuyển có on thì là một đội tuyển luôn luôn mạnh mẽ về late game, những món đồ được trang bị cường hóa lên đến từ Nagiya. Và tôi đang không thấy dấu hiệu nào có thể phòng thủ được đến từ SBTC Esports. Bây giờ thì Team Whale hãy cố gắng làm sao để đầu tư cái bù lợi Baron này cách hiệu quả để có thêm những cái dàn trụ ngoài, hay cụ thể hơn là 4 cái dàn trụ ngoài trước khi lên đến những trụ bậc thềm của bên phía đối phương. Lucian của RT bây giờ khỏe nha, chứ không còn yếu nha. Liệu rằng một con Akali có đủ sức để có thể gây sát Celeb out ra khỏi combat, bắt buộc phải về nhà hồi phục. Sát thương là nhiều quá đến từ RT trong tình huống lướt cung phong linh lên kích luôn cho bên đó thành trường. Một cửa mega khu vực đường giữa rất dễ dàng thuộc về dành cho bên phía của Team Bell. À, nói hơi sớm, họ chỉ lấy được cho mình đó cái trụ bậc thềm mà thôi. Tạm thời lui lại một nhịp. Họ sợ những tình huống dịch chuyển tạt cánh để có thể ép giao tranh. Có một con mắt được cắm ra vào trụ một khu vực đường giữa dành cho bên phía của xe. Liệu rằng đó có phải là cái cục bốc để có thể dịch chuyển hay không? Địa chưa có dịch chuyển, Ember có dịch chuyển. Và vừa rồi thì Celebrity đã phải mất cả hồi máu và có cả sự bảo kê đến từ khổng lồ hóa rồi quay ngược trở lại trả choáng ở DNK khi là Queen bị gặp một chút xíu trục trặc. Nhưng đây là một con công cũng không phải là quá yếu, anh ta lốc xoáy hất tung được Ember lên, Ember mất đồng hồ của mình. Và sau khi hết đồng hồ thì anh ta khó lòng để có thể sinh tồn nhưng vẫn thoát đi được, cũng chỉ có gặp E. DNK đang trọng vào phía sau, anh ta trước đó đã đánh văng được Glory đi với sứ giả bắn kích của mình rồi. Linh hoạt dương hiệu triệu lần hai kích hoạt, ngay lập tức không còn Celebrity nữa. Dịch chuyển là có đến với cái trụ này. Và như vậy là nhân số đến từ bên phía của SE lại đang có 4 người ở đây. Đấy chỉ là một Ember vừa về hồi máu, thậm chí máu chưa được hồi kịp. Cái trụ đầu tiên bảo vệ nhà đã dụng, tốc biến lao vào. Đó là Ember găm thành công, nhưng đó là Nagiya. Anh ta găm phi tiêu vào Nagiya, anh ta găm vào đúng một hòn đá tảng. Và Nagiya vẫn sống, Nagiya nghịch hơi dại. Và ngay lập tức bị điên cây khai thác và choáng. Và Nagiya đã phải lên vào đấy rồi. Tiếp tục đánh nhau, úi dồi ôi, hôn thế này thì chết toi. Glory đã có được mạng bên phía đối phương và chiến thắng 2-1 dành cho Team Well. 2-1 nghiêng về cho bên phía của Team Well và đây là chiến thắng thứ 6 của họ ở trong cái giai đoạn vòng bảng. Tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng cạnh tranh lấy một chiếc vé vào vòng playoff. Cuộc chơi vẫn chưa dừng đối với bên phía của Team Well. Chúng ta có thể thấy giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ căng thẳng và họ phần nào đó đang thua SE, đối thủ trực tiếp của họ ở trong cái ván thi đấu vừa rồi, chỉ là một trận thắng mà thôi. Một chiến thắng phải nói là cực kỳ thuyết phục. Pha giao tranh cuối cùng là pha giao tranh mà Nagiya làm ghê quá. Một pha mà anh ta gọi gì dê, xong đó anh ta chủ động tốc biến luôn để có thể kích hoạt được dê trong những cái pha hất tung liên tiếp. Celeb không được chơi game ở trong những tình huống giao tranh vừa qua. Anh ta không có nhiều cái góc đứng đẹp và anh ta bị khai thác ngay lập tức ở trong những cái tình huống tấn công đến từ bên phía của Team Bell. Một ván thi đấu tôi đánh giá là không thành công dành cho chính bản thân của Celeb khi mà anh ta là nhân tố mắc rất nhiều những cái sai lầm ở trong cái giai đoạn đi đường. Thật ra thì chắc là khi mà giai đoạn đi đường kết thúc á, được đẩy Celeb lên khu vực đường trên hoặc ra khu vực đường giữa, thì đó là thời điểm mà anh ta liên tiếp bị khai thác bởi những tình huống tấn công quá mạnh mẽ đến từ bên phía của Team Will. Hoàn toàn đồng ý với quan điểm vừa rồi. Và trong cái bàn đấu thứ ba thì chúng ta có thể thấy là khoảng đâu đó 5 phút cuối cùng của game thì Celebrity không được chơi bằng một cái sai lầm đi ở khu vực đường giữa. Nhưng trước đấy thì tôi nghĩ rằng là cả hai đội đều có những tình huống xử lý tốt và đánh cực kỳ kín kẽ, bởi vì đây là cái bàn đấu quan trọng đối với họ. Nhưng tiếc rằng là chiến thắng trong một cặp BO3 chỉ thuộc về một bên mà thôi. Và ngày hôm nay thì có lẽ là nữ thần may mắn đã mỉm cười với cả Team Whale. Hiện tại thì điểm số của họ đang là thắng 6 và thua 6, vẫn xếp vị trí thứ 5.
bởi vì thua hệ số so với cả Sài Gòn Buffalo là thắng 6 và thua 5. Nên tạm thời thì team Wales vẫn chưa có mặt trong top 4, nhưng đây là một trong những cái động thái đầu tiên cực kỳ mạnh mẽ và trực diện để có thể hiện thực hóa ước mơ vào top 4 của team Wales. Hiện tại thì trước mặt họ còn hai cặp trận đấu nữa, và đó là hai cặp trận đấu không dễ một tẹo nào cả khi phải đối đầu với cả Sài Gòn Buffalo, một trong những cái đội tuyển cạnh tranh trực tiếp, và một trận đấu nữa của team Wales gặp Garmin Sport. Nó đều là những trận đấu cực kỳ nặng khi phải gặp quán quân và á quân ở mùa trước. Ồ, giải căng thẳng quá, một mùa giải mà chúng ta chưa xác định được rằng đâu là những cái đội tuyển đã góp mặt tại playoff, khi mà cái mức độ cạnh tranh nó quá khốc liệt. Chúng ta đang có Cyprus nè, chúng ta đang có Team Wales nè, chúng ta đang có South Buffalo, chúng ta đang có FBC Sport, đều đang phải cạnh tranh lấy một chiếc vé vào vòng playoff. Mặc dù chúng ta nói cơ hội dành cho bên phía của SE là cao nhất, họ bây giờ đã có được cho mình 7 trận thắng rồi, nhưng nếu như họ không giành chiến thắng ở trong những cái trận thi đấu còn lại thì họ hoàn toàn có khả năng bị bật bại chứ không phải là không. Hiện tại thì thật ra thì chúng ta nói một cách nó hơi khắc nghiệt như vậy, nhưng mà họ là đội tuyển đang có cái lợi thế rõ ràng nhất ở trong cái cuộc cạnh tranh lấy những chiếc vé. Chỉ cần một trận thắng nhưng để có thể làm được điều đó rõ ràng không hề dễ dàng. Đối thủ đến từ bên phía của xe lúc nào cũng tiềm tàng những cái yếu tố bất ngờ cả, và team Wales là trong những cái team mà tiềm tàng cái yếu tố bất ngờ mà nó nặng nhất. Thậm chí là trong những cái cặp đấu mà khi mà đối đầu cùng với bên phía của team Syria, team Wales cũng là đội tuyển lấy được những cái lợi thế. Nếu như họ không mắc sai lầm ở trong cái cặp đấu đó thì họ có khả năng đánh bại được bên phía của team Syria rồi. Và sức mạnh đến từ bên phía của team Wales nó được thể hiện qua ván thi đấu này. Một ván thi đấu mà họ hoàn toàn có được cho mình một cái chiến thắng thuyết phục khi mà đối đầu cùng với bên phía của SE. Nói về team Wales thì cũng không quên SE cũng là một trong những đội tuyển gây ra được nhiều sự đột biến theo cả hai chiều luôn. Tức là trong một ngày đẹp trời thì họ có thể quật gan ra bã như ở vòng lượt đi họ đã làm. Nhưng trong một ngày xấu trời như hôm nay thì họ đã thất thủ trước một team Wales chơi kỷ luật ở trong ván đấu thứ nhất và ván đấu thứ ba. Một team Wales đã làm rất tốt những gì cần phải làm, mặc dù gặp những trục trặc nhất định ở khu vực đứng dưới, với việc là con Lucien bị chăm sóc quá kỹ bởi DNK. Nhưng bằng những khả năng macro tốt, đổi đường thì Ariati cũng vẫn được nuôi, và đến khi anh ta cho ra một con Lucien bắn theo kiểu gây ra thương chí mạng thì mọi thứ thốn hơn là rất nhiều, và sẽ vẫn là một cái ván đấu mà Ariati đóng góp được nhiều cái tầm ảnh hưởng của mình ở trong trận đấu này. Chính xác là như vậy. Đây là một ván thi đấu mà không biết anh An như thế nào á, không biết những bạn khán giả theo dõi như thế nào. Đối với tôi thì tôi tận hưởng những cái ván thi đấu mà nó hấp dẫn như thế này, những ván thi đấu mà chúng ta không thể nào biết trước được cái kết quả, bởi vì những sai lầm hoàn toàn bị tận dụng, và những cái đội tuyển tại VZ chúng ta tận dụng sai lầm rất là tốt. Mùa giải năm nay là mùa giải mà bất kỳ những cái bước di chuyển nào sai lầm là ngay lập tức phải trả một cái giá rất là đắt. Và chúng ta đã thấy được rằng những cái ván thi đấu, những sai lầm mà ở thời điểm đầu á, nó khiến cho đội tuyển mắc sai lầm không lật ngược trở lại được. Ván thi đấu này là ván thi đấu mà đội tuyển có lợi thế, họ mắc sai lầm ở giai đoạn về giữa của ván thi đấu. Và đó là những cái ván mà khá là hay mà những cái đội tuyển tại VZ đã cống hiến dành cho chúng ta. Đơn giản là tôi tận hưởng với những cái ván thi đấu hay như vậy mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng những bạn khán giả cũng nên tận hưởng như vậy, bởi vì đây là một mùa giải rất là hấp dẫn. Mà những rất là hấp dẫn. Tôi xin phép nói thêm một chút xíu về cái tình huống cuối cùng, gần như là cuối cùng mà Celebrity đã gặp trục trặc ở đường giữa. Thì bây giờ không nói về việc tiêu cực nữa, mà tôi chỉ đang muốn phân tích một chút xíu rằng là bên phía của SE, xin lỗi các bạn, là bên phía của team Wales đã khai thác tốt đến cái mức mà họ có được thông tin tốc biến của Celebrity. Celebrity vừa mới chết xong khoảng tầm 5 giây sau thì anh ta mới hồi lại tốc biến. Thì cái việc mà có được thông tin và khai thác những cái tài nguyên của đối phương tốt đến như vậy, nó đã tạo ra được một cái bước ngoặt, chính xác là một bước ngoặt theo nghĩa đen luôn, dành cho team Wales ở trong cái bán đấu này. Và kể từ lúc mà họ khai thác được vào Celebrity thì mọi thứ dường như trở nên mất kiểm soát hơn dành cho những chú gà hồng, nên là họ đã phải thúc thủ chịu trói. Đây là một tình huống mà DNK đánh cực kỳ tốt với sứ giả phán quyết của mình và đã có đem về lợi thế khi ăn được trụ đầu. Đây, còn tình huống này các bạn cứ nhìn vào cái cooldown hồi chiều đến từ cái tốc biến của Celebrity.